lâu chào tất cả cô chú anh xem nó quay lại với kênh của em ha thì hôm nay ở nhà nên cũng trời cũng hôm ngày cũng chuyển mưa anh em mưa rất là nhiều quá thì em cũng sẽ quay lại cho anh chị em mình xem cái cây mai em lại cách đây 6 ngày coi hôm nay nó phát triển như thế nào ha nè như cái bông trang này em cũng bán nè em làm bông cho anh em miền bắc này anh em không ha. búp mới lên miền bắc thì bắt buộc mình phải làm sớm hơn nha anh em và làm sớm thì cũng phải gửi sớm ra ngoài nha đây nó đang tượng bông rất là nhiều trên cây luôn ha mấy cái clip làm bông trang như thế này thì em đã chia sẻ cho anh em mình rất là nhiều rồi ha thì anh em mình cứ việc là coi làm xem làm lại thôi còn đây là hai cái cây mai em lãi hồi bữa 30 nè nè thì tới hôm nay là đúng 6 ngày ha thì cây của mình có hiện tượng là bông tróc vỏ trấu hết nè em theo rõ ràng ha thì giống như bữa 30 mình lãi đi tới nay là 6 ngày thì hàng năm ngày 15 mình lãi là bữa nay là chiều 21 rồi Ha, ngày mơ là chuẩn bị qua ngày 22 rồi thì hôm nay là 6 ngày rồi. ngày mơ là nó sẽ qua ngày thứ bảy thì anh em thấy không trong quá trình mình lãi lá thì từ ngày 21 cho đến ngày 23 là bắt buộc phải bung vỏ trấu như thế này nha anh em đây ha đây, bung vỏ trấu nè cây này thì giống như bữa nay cái cây này lãi 6 ngày chiều rồi bây giờ là chiều trời chuyển mưa luôn rồi bốn giờ rồi nên nó đã giống như là ngày 22 rồi thì đây giống như là một cái cây mai ngày 22 thì mình lại lá mình canh tông ngày 22 21 22 23 21 là nó sẽ chuẩn bị tóc vỏ trấu ha 22 23 là sẽ bung vỏ trấu ra thì như vậy thì nó nó sẽ tương đối là nó sẽ nở vào ngày 30 giờ 1 nó sẽ nở rất là ngay luôn ha nè bung rất là đều luôn cây mai bữa hôm em lãi nè hai cây chỉ lãi có hai cây thôi nên anh em mình khỏi có sợ lầm hoặc là khỏi có sợ mà ngày này nó lãi rồi nó quay chậm quay sớm quay nhanh gì hết ha hoặc là không nở gì hết đây quay lại có một cặp mà, mà nên hai cây mai này anh em mình nhìn rất là rõ ha mai với cái thời tiết cái này là em xịt nước rất là nhiều luôn nha em bỏ trực tiếp ở ngoài nắng là từ lúc lãi xong làm đưa ra ngoài nắng tại vì em đã nói với anh em cái thời tiết nó không có nắng ha, nó rất là ít nắng nên nó bắt buộc em phải bỏ ngoài trời đây và hai ba tiếng em xịt nước hai ba tiếng em xịt nước hai ba tiếng em xịt nước ha, thì để mình thúc đẩy cho cái cây mai của mình nó tới ngày hôm nay là nó sẽ là nó sẽ bông vỏ trấu ha. nè anh em thấy không mấy cái nụ này bắt đầu nó trắng nó no nó tròn nó trắng lên hết trơn anh em thấy không nó không còn đen xì giống như mà những cái cây mai ngoài cây không có lãi lá của mình nữa hết ha, mấy cái này là chuẩn bị nó trống hơn anh em thấy cảm giác nó trắng lên anh em thấy rõ ràng không nó trắng lên nè ha nó trắng lên anh em thấy không nó không có còn đen giống như mà à, một tuần trước nữa mà lúc mà mình chưa lãi lá chưa lãi lá thì cái nụ của mình nó đen xì à còn bây giờ nó đã trắng hết trơn như thế này rồi bởi vậy họ em có dự đoán em đưa ra mấy cái dự đoán cho anh em nói mai năm nay là có thể là sẽ trúng ha tại thứ nhất là mai lớn nó càng ngày nó càng ít cây ha số lượng cây năm nay tại do một phần là anh em miền trung với miền bắc nó bị hư hết một phần rồi cái năm nay em thấy là cái số lượng mà cây á người ta mua sớm rất là nhanh luôn hổm gà làm hết mấy vườn rồi đó nè mấy vườn người ta bán muốn hết mai, mai lớn đặc biệt là mai lớn nha mai ví dụ như cao từ một mét đổ lên hoặc là bảy tám tấc đổ lên nhưng mà những cái cây phôi gốc lớn hàng lớn này nè hôm nay bán rất là chạy ha thì bây giờ thì mình cứ xịt thuốc nha hồi nãy em mới bóc con sâu game dục anh em thấy không thì cái cây mai của mình anh em mình xem cái này để anh em mình lấy kinh nghiệm để tết anh em mình lãi cũng được ha mình khi mà mình lãi lá là ba bốn ngày mình phải để ý nha mình xịt sâu chứ nguyên một cái cây một cái vườn của mình toàn là lá già không à khi mà bông của mình nó chuẩn bị nhóm lên đó, là nó rất là thu hút sâu bớm đồ ha nên anh em mà nếu mà anh em mình không có xịt sâu không có có canh kỹ là sâu nó sẽ ra nó tiện làm mất mấy cái bông của mình hết luôn nè còn phía dưới đây anh em thấy không cái lớp vỏ trấu nè nó rụng nè nè à, ba lớp nó bùng vỏ trấu nè à, thì cái này đây với cái mặt bông thủ đức nè đây nó có một cái bông gió nọ trước nè nè à, mặt bông thủ đức nè có con sau anh em thấy rõ ràng không nè có sau nè em chưa xịt nữa mà có hai cây xịt chị này chịu cực uh, bắt à, sau uh, nhìn rất là rõ ha nè, cái bông dạo thủ đức nè ngày bình thường khi mà mình lãi lá này không nó nở cái nè cánh rất là thẳng luôn bởi vì thủ đức nó có một cái nét đẹp đặc trưng của nó cái cánh cực kỳ thẳng luôn em anh em coi nó không có có một cái dúng hoặc là một cái vết cong nào hết trơn anh em thấy rõ ràng không ha, cái đường cánh cái nhị thì có đằng sau trong đây ha và cái bông anh em thấy đẹp không 2, 4, 6, 8 cánh không bông thủ đức thì đa số nó sẽ từ 8 cho đến 12 cánh chứ không phải hồi nào cũng là 12 cánh và không phải hồi nào cũng 8 cánh hết nó là từ 8 cho đến 12 cái 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 vụ mà 8 đến 12 này cái với phú tân 12 đến 24 này cái đặt tên ra bán tùm lum hết có nhiêu đó mà cũng đặt được hay thiệt Thủ Đức 8 từ từ 8 đến 12 cánh. Các anh em đặt cái ừ Thủ Đức 12 cánh. Thủ Đức 8 cánh, Phú Tân cũng vậy, em thấy đa số là tên cái cây Phú Tân. Phú Tân sẽ là từ 12 cho đến 24 cánh chứ không phải là hai dòng Phú Tân nha. Đa số quay hỏi các em thấy lâu lâu lướt thấy Phú Tân 12 cánh, Phú Tân 24 cánh. Phú Tân mặc định của nó là sẽ là từ 12 cho đến 24 cánh chứ không có cái một dòng nào mà 12 cánh mà học là một cái dòng là 24 cánh hết nó sẽ trên lệch từ 12 cho đến 24 cánh à, cái trên lệch của nó nhiều hơn ừ. vậy cái anh em mình đặt ra dòng phú tân 12 cánh dòng phú tân 24 cánh luôn à. với hỏi cái 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 dòng siêu bông đây, ví dụ như siêu bông sài gòn đi đã siêu bông sài gòn lai ra được một cái loại giống đó là người ta đã đặt tên siêu bông sài gòn là cực mấy năm hoặc là cái chục năm mới được một giống đột biến anh em đặt ra cái siêu bông sài gòn lá lớn đâu mà ra cái giống cũng là siêu bông sài gòn lá nhỏ luôn cái đặt siêu bông sài gòn lá nhỏ luôn cái từ từ bán lay qua lay lại lay qua lay lại rồi tùm lum hết à, thì hai cái này em cũng hôm nay thì nói chung, không gạy đi đám giỗ bên cồn hôm qua cũng nhậu quá trời luôn nên không có làm clip cho anh em mình được nhậu cái hai chập rồi cái bữa nay cũng tính không có làm nhưng mà nhớ sực nhớ ra là hai cây mai mình lãi lá rồi sẵn quay lên cho anh em mình coi coi nó bông vỏ trấu sau 7 ngày. Tới hôm nay là mình bỏ ngày hôm nay là hết ngày thứ sáu rồi là sáng ngày mới là đã lên tới ngày thứ bảy rồi. Thì nó tầm khoảng là ngày 21, chiều 21 và sáng ngày 22 à, Thì nó như vậy thì mình thấy nó quá ổn rồi. Mình thấy cái sức nở hoặc là anh em mình ở nhà đó anh em mình có nhiều cây đó anh em mình thử lãi một cây coi cái nó nở như thế nào hoặc là những cái vườn của người ta tầm văn tháng nữa à, là mỗi vườn người ta cũng sẽ lãi mỗi cây em có chia sẻ ở clip lãi nè em chia sẻ rất là nhiều khi mà trong cái khâu mà lãi lá mai á thì anh em mình có thể bật lại để anh em mình xem để mình nắm cái cái lý thuyết để anh em mình à, lãi là mình sẽ áp dụng trên cái cây mai của mình à, lãi như sao lãi như thế nào bông bự bông nhỏ gì đó thì anh em mình có thể coi đi coi lại để anh em mình tham khảo cho nó, nó, nó ok nhất có thể ha rồi nếu mà không nở thì mình kết hợp với xịt nước bỏ ngoài nắng hai tiếng mình quơ nước lần hai tiếng mình xịt nước lần hai tiếng mình xịt nước là xịt ở đây á, là xịt mát trên cây thôi chứ đừng có xịt ở dưới cái bầu ha xịt mát ở trên cây đừng xịt dưới bầu là vậy là ok thì nó ướt cái nụ nó sẽ làm mềm cái vỏ tấu đi thì nó sẽ tăng cái tốc độ tóc vỏ tấu nhanh hơn ha. rồi 6 ngày vậy là ok ha vừa hết 6 ngày ha, lại nở nè mấy cây uh, chư siêu thị ở đây em cũng sẵn em thay lá nè để tới ngày đó sách lên trưng bày rồi chơi Nó, mấy cây này thì mấy cây thường mấy cây đẹp em bán hết Nó, mấy cây này em cũng đang tới làm nữa nè Nó, quay một cái clip ngắn cho anh chị em mình thôi nha anh em để em cũng đang làm ở sẵn đây ra quay bài mã siêu thị mấy cái cây này thì vài ngày nữa em sẽ lãi nè Ha, mấy cây này nữa Ha, tại 15 ngày 15 sẽ trưng bày nên anh em anh em thấy ông lá nó vàng nó già hực lá hết trơn rồi nè nhưng mà em cũng không có lãi luôn em chờ tới ngày đó em lãi để cho nó phe cái dày xương ra chơi ha. nó vàng lá nó hực nó vàng lá hết trơn rồi nè nó tới cái lá nó tới cái độ già rồi đó mà em vẫn chưa lãi cây này tới đó em cũng lãi lá nè nó già hết trơn rồi <laughs> mà vẫn không có lãi ha để tới ngày nè cái bài ba chữ thủy ở bên đây quay cho nó được khoảng 10 10 12 15 phút nha nè bài mai chữ thủy ở đây thì em chia đợt cái đợt trước thì em chia ra làm hai đợt ha đợt trước là em ngắt ngang ở ngay trong cái khúc này em làm cái khúc này trước xong rồi em mới trở về đây em làm cái khúc này nó thì hôm nay cũng vẫn vậy ha. thì em sẽ làm cái bài này trước rồi sẽ em chia làm ba đợt trước làm chỉ nguyên một cái luống như thế này em chia ra làm hai nhưng mà đợt này em sẽ chia cái làm ba ba lần làm tại vì càng ngày làm nó càng lâu cái cây của mình nó càng ngày nó càng nhiều nhánh nó càng lâu thì em ngắt từ đó đổ về sau em làm trước một chập rồi em sẽ ngắt từ ngay đây em làm xuống đây làm xong cái bài này em sẽ ngưng tầm khoảng 15 ngày 15 ngày sau em mới ra em làm tới cái cái, cái mấy cái phần ba clip còn lại ha tại vì một mình em em làm cái số lượng nhiều em sẽ làm không có kịp nếu mà em làm qua một tour một lượt luôn làm trong vòng một tháng em làm hết thì quay lại cái đợt sau á một tháng em sẽ làm nó nó lớn nhanh quá em sẽ làm không kịp nên chuyện này em sẽ làm ngắt ra chia làm ba đoạn một 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 bên đây làm sẽ làm ba đoạn để trẻ cái công việc của mình ra để nó nó lên nó cái tốc độ của nó lớn mình sẽ làm kịp còn đây là những cái cây em làm vừa rồi nè nói chung là ở trong đây nó sẽ cũng sẽ lộn xộn đâu phải mình làm nguyên một bậy vậy hồi nào cũng thành phẩm hết đâu có những cây còn nuôi nhánh nè còn thả một số nhánh nè có một số cây cũng còn một nhánh như cây này thì làm tỉa luôn nè lúc trước em bấm em bấm vô trong đây nhưng mà em sợ cái mục này nó không lên nên em bấm từ hao nè thì khi bấm nó lên thì em sẽ bấm tỏ vô đây cái nữa đợt sau làm á đợt sau mình sẽ bấm vô trong đây nha. có những cái cây nhiều khi quay lên cho anh em mình anh em thắc mắc không biết sao nào mà nó bấm như vậy hoặc là làm sao mà nó làm như vậy bấm từ hao nha anh em nè với mấy cái chèo anh em thấy không khi mà mình bung chèo ra nè anh em thấy không nó đều nó bung nách chèo rồi nó bung hết trơn luôn nè như cây này là phải nuôi thêm cái cốt này thả lên cốt này lên nữa nè cho nó gịch lại một tí ha đây còn như cây này thì em sẽ nghiêng về cành một hết tất cả các cây sau này em của em sẽ nghiêng cành một hết tách hai mầm cái cây này còn phải nuôi thêm cái ngọn nè cây này thì nuôi thêm cái dạng xương dâm ở trên đây nè em thấy không mấy cọng này còn nhỏ xíu nè. nè em căng dài ra nè môi chiều là nó bự làm sẽ bấm vô trong đây nè như cây này tỉa được nè, nè. Bung lên anh em thấy không tấm không chịu từ hao nè nè mấy cái này nè lúc trước nó bị phù bị bự quá em cũng phải gọt lại nè bấm bỏ lại nè nó bự quá mình bẻ không được á cái nhánh đứng lên nè nó quá to mình bẻ lên không được bắt buộc mình phải bấm bấm cho nó nhảy ra cái mầm non nè để mình làm cây thì đa số những cái cây mà em thấy á, rút kinh nghiệm thường, thường những cái cây mà mình của mình nó hơi gặm á, á thì hầu như quay phim lên nó sẽ không có ăn hình bằng ở ngoài còn những cái cây nhiều khi ở ăn hình dữ lắm mà ở ngoài coi nó, nó cũng không có nét lắm cũng hên xui dòng cây này tôi cũng chung là cũng tùy cây có cây chụp hình lên rất là có duyên nhưng mà nó, nó ở ngoài thì nó coi nó không đã lắm còn có cây thì không có chụp hình lên rất là có duyên nhưng mà ở ngoài thì lại coi không đã mấy cái này giờ tỉa và cái dàn xương như mấy cây này nhìn nhìn ở ngoài rất là điềm đạm bộ cốt lắc ha rất là chi tiết luôn mà lên hình lên hình cho mình quay mình làm cái cây nó thoáng có cái độ trống nên nhìn khi nhìn, nhìn qua hình ảnh cái nó lại bị trống mà xương nó rất là nhiều ha xương nó dày nó nhiều nè như mấy cái này cái này bữa em lên làm clip cho anh em thôi anh em quay lên nha coi đâu có chỗ trống nào đâu nó dày cái này nè mà quay hướng mặt tiền nó vẫn có một cái độ thoáng của cái cây nè, cái này nó cũng thấy cưng lắm cái này nữa tách cho hai mâm thấy cưng lắm phía trên nhìn xuống đặt giật ha đâu có bị trống gì hiếu đâu này nói chung sẽ nhìn ở ngoài thì nó sẽ hay hơn cây mà mấy đặc biệt là những cái cây văn nhân đồ á cái cây, cây văn nhân cái hồ văn đồ á là chụp hình lên nó rất là ăn hình ha cái này tỉa có hai lần nữa là cái dàn xương này nó lên sang hô anh em hai lần ba lần nữa là bắt đầu dàn xương nó cứng lên này, mấy cây này làm nữa sao tách hai mâm không đánh cành một dài cả. nhìn mỗi người mỗi kiểu mà mỗi người mỗi cách thích chứ không có phải là ai cũng thích giống như mình ha, mình cũng không thích giống như ai mình phải nó là lạ ăn tí thôi nhiều khi cứ làm cây bài không á thì thì anh em lại nói tội nguyên vườn gì đâu mà làm cây bài không không có gì đặc sắc cái nhiều khi mình làm những cái cây mà nó không phải là cây bài thiên nhiên các anh em mình nhìn lại ui cái hai cây đó sửa tật lết sửa tầm bậy đồ phải cốt bài <laughs> nghĩa là cũng ngộ ha không bại thì nói sai mà bại thì nói ường ừ, đó sửa cây bài không <laughs> nè cây được trước em vô em sửa hôm nay nó cũng bung um tầm hết đây nè chuẩn bị tỉa nó được rồi nè nó làm khoảng cái bài bên đây khoảng 3 ngày nữa là sẽ xong sẽ ngưng còn cái khúc này anh sẽ chừa lại em sửa cái cụm đó cái cụm xanh xanh chỗ này nè còn hai ba lần nè em sửa ba lần này nó tầm khoảng 3 ngày nữa làm sẽ ngưng bên đây em qua làm những cái cây lẻ nó giống như làm những cái cây này nè nó còn hai clip gửi này á, sẽ chừa ở đây 15 ngày sau làm một trong 15 ngày nghỉ đó thì em sẽ làm bên kia làm bên đây và tán đầu đinh cái bầy nọ rồi cũng là 14 phút ha chứ tới làm tới tỉa tới làm bài linh sam mày nữa rồi nè bài linh sam này ôm tùm ôm tùm nữa rồi rồi quay clip ngắn để cho anh em mình tham khảo được cái cây mai của mình sau khi khá 6 ngày mình lãi lá sẽ như thế nào ha rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã bỏ thời gian ra xem dụng ủng trong thời gian qua rất là nhiều cô chú anh chị em mình xem cho đăng ký nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm lần nữa rất là nhiều luôn